Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục tâm sự của THI THI Câu chuyện sau đây mà mình kể cho các bạn nghe đã là một câu chuyện có thể nói là quan gia ngõ hẹp, Tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim, ai về ngoài đời thực cũng có. Câu chuyện này được anh đồng nghiệp của chú rể up lên trên trang mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên thì có che bớt cái mặt của cô dâu chú rể lên, bởi vì chẳng ai tự nhiên muốn nổi tiếng một cách bất đắc dĩ. Anh này chia sẻ câu chuyện như sau. Câu chuyện nghe thì có vẻ hoàng đường, nhưng nó lại là có thật ở đời thường các bạn ạ. À. Mình vừa đi đám cưới anh đồng nghiệp xong, anh này cưới một cô em cùng huyện nhưng khác xã. Thấy bảo là yêu nhau từ năm 2014. Từ năm ngoái đã bắt đầu đòi cưới, đòi lên đòi xuống mấy lần, nhưng gia đình hai bên không đồng ý. Câu chuyện ngang trái xảy ra khiến cô châu chú rể cũng không biết nên buồn hay nên vui. nghe đầu, ngày chồng lần đầu gặp mặt thì bố của anh đồng nghiệp, và mẹ của cô dâu đã quyền quyết nói rằng hai bên không hợp không lấy nhau lấy nhau về kiểu gì cũng sẽ không hạnh phúc mặc dù anh đồng nghiệp và bạn gái yêu nhau thắm thiết bao nhiêu năm hương lửa mạnh nồng làm gì có chuyện không hợp với chẳng không hạnh phúc sau nhiều lần đấu tranh những bất thành anh đồng nghiệp của mình đã quyết định tặng cho bạn gái một cái bụng bầu hai tháng tuổi thế là hai bên gia đình bắt buộc phải tổ chức lễ cưới gia đình hai bên ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong bụng vẫn có gì đó mâu thuẫn và miễn cưỡng. Hôm nay trong đám cưới của con trai mình, bố anh đồng nghiệp mới lên sân khấu tuyên bố với quan viên hai họ rằng, ông chính là người yêu cũ của mẹ cô dâu. Vì tuổi trẻ bồng bột và còn nhiều những sai lầm, thế nên ông và mẹ của cô dâu đã không thể đến được với nhau nay ông hy vọng con trai và con dâu của mình sẽ thay cho ông và mẹ cô dâu viết tiếp câu chuyện tình mới chống nợ nhưng đã dựa dàng trong quá khứ. Mẹ cô dâu nghe thế thì ngượng chín mặt, ba cũng phải phát biểu rằng, nếu như cho bà quay trở lại tuổi trẻ, ba cũng sẽ không bao giờ cưới bố của chú rể, bởi vì làm như thế thì làm sao các con của ba có được ngày hạnh phúc như hôm nay. Câu chuyện như trong phim này khiến cho nhiều người cảm thấy thú vị. Hầu hết mọi người đều hy vọng là cô dâu chú rể sẽ viết tiếp câu chuyện tình hạnh phúc mà bố mẹ họ đã bỏ giữ trong tuổi trước. Đôi khi trong cuộc sống thì người ta không lương trước được những điều trùng hợp ngẫu nhiên sẽ xảy ra với mình. Trường hợp hai bạn trẻ trên thì có thể nói là vẫn còn may mắn bởi vì bố mẹ của họ chia tay theo kiểu là do hiểu lầm chứ không phải là thâm thù đại hạnh cái gì. Hay là tệ hơn thì rơi vào trường hợp hai anh em cùng bố khác mẹ thì có thể nói là tương lai vô vọng. Biết đâu được trong tương lai, con của chúng ta cũng tiếp tục viết nên câu chuyện mà chúng ta bỏ dự dàng trong quá khứ thì sao? Vì vậy bây giờ nếu như chia tay thì hãy chia tay trong êm đẹp, để đâu lỡ sau này chúng ta lại ngồi xuôi với người yêu cũ. Lúc đó có thể tươi cười vui vẻ kể lại câu chuyện trong quá khứ cho các con nghe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đừng quên nhảnh vào chuồng thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay nào. Và bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.